Vinh quy bái tổ là đạo lý lâu đời của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở mỗi chúng ta, những người con xa quê hương khi công thành danh toại sẽ luôn hướng về quê cha đất tổ với lòng kính hiếu sâu sắc nhất. Thanh minh trong tiết trời xuân cũng là lúc mỗi người con đều hướng về cội nguồn, mong muốn đóng góp một phần công đức hay cung tiến các lễ vật lên đình làng, từ đường. Gốm Bát Tràng xin giới thiệu bộ sưu tập Lộc Bình Vinh Quy Bái Tổ được nhiều người con lựa chọn cung tiến trong dịp lễ Thanh Minh. Việc cung tiến Lộc Bình thay cho lời khẳng định minh chứng sự nỗ lực, thành công của bản thân, ghi danh tên vàng trong dòng tộc làng xóm. Con người dù đi xa cỡ nào, thành công đến đâu, sâu thẳm trong tâm trí luôn hướng về quê cha đất mẹ. Mỗi khi nhớ về những năm tháng khó khăn mà không khỏi bồi hồi vì chưa làm được gì cho quê hương. Việc cung tiến Lộc Bình, thực hiện nghi lễ vinh quy bái tổ, phần nào giúp chúng ta bù đắp được những năm tháng khó khăn để rồi an tâm vì hoàn thiện hai chữ hiếu nghĩa. Với tích vẽ đa dạng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, mang đậm giá trị phong thủy như phúc đức, tứ cảnh, phú quý trường xuân, kim liên phú quý, chắc chắn là món quà giúp không gian thờ tự trở nên ấm cúng hơn, xua tan khí xấu và mang lại may mắn cho gia đình, dòng họ nơi quê nhà. Hơn thế nữa, Lộc Bình Bát Tràng nổi bật với những dòng men say đắm lòng người, phù hợp với mọi không gian bày trí. Phải kể đến như men lam, men dạ đắp nổi. Và đặc biệt là dòng Lộc Bình vẽ vàng 24K sang quý, thể hiện đẳng cấp, vị thế của người cung tiến. Sản phẩm Lộc Bình Bát Tràng đều là hàng thủ công loại 1, được lòng giới sành gốm tứ phương. Từ khâu tạo hình cho đến những tích vẽ tay, uốn lượn và thanh đậm đều xuất phát từ đôi bàn tay người nghệ nhân làng gốm bậc nhất kinh kỳ. Nếu quý vị là những người con làm ăn xa, Gốm Bát Tràng sẽ hỗ trợ ghi danh cung tiến lên Lộc Bình và thay bạn trao gửi tấm lòng đến tiên tổ. Gọi ngay tới số hotline 0982 118 885 hoặc nhắn tin trực tiếp để lựa chọn những mẫu Lộc Bình mới nhất dâng lên bàn thờ gia tiên tiền tổ trong dịp Thanh Minh này. Miễn phí vận chuyển 20 km, giá xuất xưởng không qua trung gian, bảo hành 1 đổi 1 miễn phí. Showroom 1, số 266D Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. Showroom 2, số 396 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Showroom 3, số 18 đường tỉnh 351, thị trấn An Dương, Hải Phòng. Gốm Bát Tràng, gốm tinh hoa phụng sự mọi nhà.